Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm. Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 về nội dung phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm. Cụ thể, chiều 21 tháng 5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Bùi Văn Cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7. Tờ trình nêu rõ, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu kiện toàn bộ máy nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng, đề nghị bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, tiến hành cùng với nội dung nhân sự chiều ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét quyết định. Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo nghị trình kỳ họp thứ 7, từ 16 giờ 30 phút chiều 21 tháng 5, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu chủ tịch nước. Tại hội nghị lần thứ 9, Trung ương khóa 13 vừa diễn ra tuần trước, đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Theo tin từ Văn phòng Trung ương, vào 10 giờ ngày 18 tháng 5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các vị lãnh đạo chủ chốt. Tham dự có ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sau phiên bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị Trung ương 9 vào sáng ngày 18 tháng 5, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận hội nghị Trung ương 9 đã đề ra. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, mà trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thật sự đoàn kết, thực sự gương mẫu, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung. Cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 10. Khẩn trương ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức Đảng bảo đảm chặt chẽ, sát thực. Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên. Thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Tô Lâm. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an,
sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, dân tộc Kinh, quê quán, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thành phần gia đình, cán bộ, nghề nghiệp khi được tuyển dụng, học sinh. Ngày được tuyển dụng vào Công an Nhân dân, tháng 10 năm 1974. Ngày vào Đảng, ngày 22 tháng 8 năm 1981. Ngày chính thức, 22 tháng 8 năm 1982. Trình độ được đào tạo, giáo dục phổ thông, 10 trên 10. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học An ninh Nhân dân, học hàm, học vị, giáo sư, tiến sĩ, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh, C, khen thưởng, 3 huân chương, quân công, hạng nhất, tháng 5 năm 2014, tháng 7 năm 2015, tháng 12 năm 2020, huân chương, quân công, hạng 3, tháng 7 năm 2011, 2 huân chương, chiến công, hạng nhất, tháng 1 năm 2002, tháng 9 năm 2008, huân chương chiến công hạng nhì tháng 5 năm 2007, huân chương chiến công hạng 3 tháng 3 năm 2007, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3 tháng 11 năm 2015, huy chương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc năm 2002, huân chương tự do hạng nhất của nhà nước Lào năm 2017, huân chương lao động hạng nhất của nhà nước Lào năm 2017, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, cấp bậc hàm Đại tướng tháng 2 năm 2019. Tóm tắt quá trình công tác, tháng 10 năm 1974 đến tháng 7 năm 1979, học viên Đại học An ninh Nhân dân. Từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 1988 đến tháng 5 năm 1990, Phó trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 6 năm 1993, trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 6 năm 1993 đến tháng 5 năm 1997, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 5 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 12 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 2 năm 2010 đến tháng 7 năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!